những người hùng trong bão lũ, lái máy xúc cứu người giữa dòng lũ xiết. Từ đầu tháng 7 đến những ngày đầu tháng 8, Trung Quốc đang phải đối mặt với những trận mưa lũ khủng khiếp. Có những nơi dòng lũ mạnh cao tới 3 mét, cuốn phăng cả người và vật nơi nó đi qua. Nhưng trong những khoảnh khắc nguy cấp đó, có những người hùng thầm lặng đã không ngần ngại lao vào dòng nước xiết giải cứu những người gặp nạn. Và những đoạn clip dưới đây đã ghi lại những khoảnh khắc khiến người ta rơi lệ ấy. Người đàn ông lái máy xúc cứu người giữa dòng lũ xiết. Ngày 2 tháng 8, một đoạn clip đã chạm đến trái tim bao người khi ghi lại cảnh tượng người đàn ông và hai nhân viên cứu hộ Trung Quốc lái máy xúc lao ra cứu người giữa dòng lũ xiết. Cụ thể, khi thấy nhiều người trong chiếc ô tô con bị lũ cuốn trôi đang chới với cầu cứu, người đàn ông cùng các nhân viên cứu hộ đã đến và nhanh chóng kéo từng người gặp nạn lên cầu máy xúc. Chỉ một tích tắc sau đó, chiếc ô tô đã bị dòng lũ dữ cuốn đi. Người đàn ông lái máy xúc lùi lại và mọi người đều được giải cứu. Cảnh tượng này đã cho thấy tình người ấm áp giữa cơn hoạn nạn. Kịch tính giải cứu hai người mắc kẹt trong ô tô. Ngày 19 tháng 7, cảnh sát huyện Hòa Tĩnh thuộc khu tự trị Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương, Trung Quốc đã giải cứu thành công hai người đang mắc kẹt trong chiếc ô tô bị dòng lũ cuồn cuộn cuốn trôi. Cụ thể, cảnh sát huyện Hòa Tĩnh nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ người đàn ông họ Chu. Ông Chu hoảng hốt cho biết mình cùng một người khác đang bị mắc kẹt giữa sông do dòng lũ mạnh khủng khiếp cuốn trôi ô tô của họ. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã có mặt để giải cứu hai nạn nhân. Để tránh chiếc xe bị nước cuốn trôi, đội cứu hộ đã ném một đầu dây và hướng dẫn các nạn nhân buộc dây vào ô tô. Tiếp đó, lực lượng cứu hộ đã ném sợi dây khác để hai người buộc quanh eo và bám vào sợi dây ban đầu để vào bờ. Sau gần 1 tiếng rưỡi, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công cả hai nạn nhân. Qua tìm hiểu, hai người đang trên đường đi thu hoạch bắp cải thì bất ngờ gặp lũ quét và bị cuốn trôi. Cứu cô ấy trước, người đàn ông giữ vợ đang mang bầu trên mặt nước suốt 3 giờ trong trận lũ. Ngày 10 tháng 7 vừa qua, một đoạn clip đã chạm đến trái tim bao người khi ghi lại cảnh tượng một người đàn ông ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc với sự giúp đỡ của người khác đã giữ cho người vợ đang mang bầu của mình nổi trên mặt nước suốt 3 giờ khi họ bị dòng nước xiết cuốn trôi vào vùng nước lũ sâu 3 mét. Đáng chú ý, khi lực lượng cứu hộ đến, anh đã nhanh chóng la lớn tiếng rằng cứu cô ấy trước, và lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đưa được vợ anh lên thuyền phao. Tất cả mọi người sau đó đã được giải cứu. Dù thân nhiệt ai nấy đều giảm do ngâm mình lâu trong nước, nhưng tất cả mọi người đều đã được an toàn. Trong xã hội Trung Quốc ngày nay, khi sự thờ ơ vô cảm lan rộng như dịch bệnh, thì đâu đó vẫn còn những người hùng dám xả thân vì người khác. Điều này chứng tỏ một điều, bất kể cái ác có bành trướng đến đâu, thì sự lương thiện sẽ mãi mãi không bao giờ biến mất. Họ đã mang đến niềm hy vọng cho thế giới này.